Thưa quý vị và các bạn, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa danh thắng nổi tiếng. Những năm qua, Hội Phụ Nữ xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, như chú trọng tạo không gian làng quê sạch đẹp, gìn giữ nghề truyền thống của địa phương, nhất là tăng cường gìn giữ các loại hình văn hóa văn nghệ quần chúng, tạo dựng điểm nhấn mới về du lịch cộng đồng, giúp du khách có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi về tham quan trải nghiệm ở quê hương. Ninh Hải hiện có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh hấp dẫn, tiêu biểu như khu du lịch Tam Cốc Bích Động, là một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh, cùng các điểm đến như khu du lịch sinh thái Thung Nham, Thung Nắng, Đền Thái Vi. Mỗi năm địa phương nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Hệ sinh thái đa dạng, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với nhiều điểm đến hấp dẫn là điều kiện thuận lợi cho người dân Ninh Hải phát triển nhiều loại hình du lịch. Đồng thời là cơ hội để xây dựng, hình thành các tour du lịch kết nối với một số điểm du lịch của tỉnh và các vùng lân cận. Hiện nay trên địa bàn xã có tới hơn 100 cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh du lịch cùng nhiều dự án đầu tư về du lịch thương mại. Trong số đội ngũ làm công tác du lịch, phụ nữ chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy, công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực được địa phương chú trọng. Ở Hội Phụ Nữ xã Ninh Hải chúng tôi thì có 1.205 hội viên, trong đó thì 85% là chị em cán bộ hội viên phụ nữ là làm cái nghề dịch vụ du lịch. Và hàng năm thì hội chúng tôi tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động để gắn liền với lại phát triển văn hóa văn minh khu du lịch, nhất là khu du lịch Tam Cốc Bích Động. Thì trong các cái kỳ sinh hoạt, sinh hoạt quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 thì hội chúng tôi thường xuyên lồng ghép các cái chương trình tuyên truyền về phụ nữ với văn minh du lịch, để tuyên truyền cho hội viên biết được và hiểu được cái tầm quan trọng từ cái việc thực hiện cái nếp sống văn hóa văn minh khu du lịch. Thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, nhất là cái tuyến đường du lịch. Bên cạnh đó thì chúng tôi trồng các cái hàng cây xanh để tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và thu hút du khách đến với địa phương ngày một nhiều hơn. Trong những năm qua, phụ nữ nói chung, chị em kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện vệ sinh, tạo không gian xanh, sạch đẹp, giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái tự nhiên. Nhiều chị em đã chủ động tham gia các chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng kinh doanh du lịch, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh và văn hóa bản địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng. Nhiều chị đã bứt phá thành công, tạo được thương hiệu riêng tại địa phương, trở thành điểm hẹn của nhiều đoàn du khách cũng như tour du lịch uy tín. Cái phong trào mà sạch nhà từ nhà ra ngõ, nhà chị sạch, nhà tôi sạch, thì chị em chúng tôi vẫn tổ chức hàng ngày thường xuyên là đi phát động chị em quét các cái đường thôn ngõ xóm. Đấy, để làm đúng với cái chỉ thị của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động. Thì khách thập phương người ta đến, người ta rất là khen ngợi về cái bên môi trường này. Gần 10 năm làm kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương, chị Nguyễn Thị Trè đã được tham gia nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về làm du lịch cộng đồng. Nên thay vì làm ăn xa nhà như trước đây, gia đình chị đã mạnh dạn, tự tin hơn để phát triển loại hình du lịch, quảng bá rộng rãi cho du khách muôn nơi biết đến điểm du lịch Tam Cốc Bích Động với những đặc điểm riêng biệt, hấp dẫn. Ở khu mình đây là có khu du lịch Tam Cốc Bích Động, nó nổi tiếng đến toàn cả thế giới. Thì gia đình tất cả là có 5 người, nhưng toàn người trẻ khỏe rồi năng động, thì quyết tâm là vay vốn thêm để làm du lịch. Nói chung là ở đây thì được sự quan tâm của địa phương, cũng rất là ủng hộ và quan tâm tới gia đình để cho nhà tôi làm du lịch được phát triển. Người dân ở đây thì lấy cái mộc mạc xuất phát từ đồng lúa đi lên, rồi từ những chiếc thuyền để giới thiệu với mọi người và làm sao để cho khách du lịch các nước ngoài được trải nghiệm, thấy được sự yên tâm và thoải mái nhất ở quê hương chúng ta. Không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ chị em, hội viên và người dân làm công tác du lịch,
những kiến thức, kỹ năng cần thiết để góp phần phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn, mà hội phụ nữ còn đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho du khách, gìn giữ nghề truyền thống tại địa phương với những sản phẩm lưu niệm, tạo điểm nhấn trong trang phục truyền thống từ nghề thêu độc đáo của quê hương. Đặc biệt là tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Vào các buổi tối, nhất là dịp cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh như thế này. Gác lại những công việc từ cây đúa, chở đò hay thêu rèn truyền thống, gần 30 chị em phụ nữ trong xã đã tập hợp lại để hát, múa cùng nhau. Trong quá trình hoạt động thì chủ yếu là phục vụ những đội văn nghệ của thôn, những ngày lễ lớn hoặc là những ngày kỷ niệm của thôn, của xã. Bây giờ là chị em tôi là cũng rất nhiều bài, và học thì thường thường là học ở trên mạng. Chị em nói chung là nhiệt tình. Vì cái nói chung là chị em thì thực tế nói là ban ngày đi làm, tối thì đến thì tập văn nghệ, và nói chung chị em cũng rất nhiệt tình. Và cũng có đầu tư, nói chung là chị em là bỏ ra tiền để đầu tư, ví dụ như là áo, khăn, mũ mã, các thứ. Rồi là ở đây thì chị em là thực tế là cũng rất nhiều bài múa rồi, nhưng mà chị em tôi là cũng sẽ tập thêm nhiều cái bài hát nữa. Trước khi chị em lên trình bày, xin chị em cho 100 vỗ tay. Chị Yến là một trong những thành viên tích cực, người khởi xướng phong trào văn nghệ ở quê hương để phục vụ khách du lịch lưu trú. Với chị, khi người làm du lịch được xuất phát từ sự thân thiện, cởi mở của người dân thì sẽ hữu xạ tự nhiên hương. Du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của điểm đến bằng cả tâm hồn và trái tim. Đó là lời quảng bá hữu hiệu và đặc biệt nhất về du lịch cho quê hương để thu hút và níu chân du khách. Tâm niệm như vậy nên chị Yến luôn tích cực tham gia các buổi học hát, múa, nhảy sạp, động viên, khuyến khích những thành viên có năng khiếu sáng tác, viết lời mới cho những bài hát để chị em cùng học và biểu diễn. Chị là người thường xuyên đứng lên tổ chức các buổi biểu diễn giao lưu văn nghệ cho người dân như thế này. Tạo một cái không khí khi mà khách về đây nó có một cái ấn tượng khi về đến thăm Tam Cốc, ngoài cái ăn ngủ và đi tham quan danh lam thắng cảnh thì buổi tối là có những cái sinh hoạt để tham quan, để hiểu, tìm hiểu về văn hóa của những người dân nơi đây, và hướng tới là lan rộng ra là các địa bàn trong huyện Hoa Lư cũng như trong tỉnh Ninh Bình, là mời chị em đến để giao lưu văn hóa văn nghệ cùng đến đây. Vì niềm đam mê nên các thành viên trong đội văn nghệ ở đây đã cất công sưu tầm và học hỏi từ lớp người cao tuổi những làn điệu hát cổ truyền độc đáo. Người có sở trường về hát, người lại yêu thích múa, còn nhảy sạp thì hầu như ai cũng tham gia. Nhiều người còn tích cực tham gia truyền dạy lại cho các thành viên khác. Cứ như thế, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ như thế này chính là chất xúc tác đặc biệt để mọi người tăng thêm tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm để cùng lưu giữ và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trên quê hương. Cứ hàng tuần thì đến tối thứ bảy chủ nhật thì chị em giao lưu văn hóa văn nghệ với nhau trong xã. Thì bên đây thì chúng tôi thì có khách du lịch, thì khách các thập phương đến tham quan thì chị em cảm thấy là giao lưu văn hóa văn nghệ thì thấy tinh thần nó thoải mái và nó cũng phấn khởi. Vâng, cũng là được cái mình được cái là khách quan bên ngoài họ đánh giá một cái là văn hóa văn nghệ là sôi nổi các phong trào của trong xã, hát chèo, hát văn, rồi là hát dân ca, những chị em nào có năng khiếu bài nào là hát bài đó. Mà cảm thấy là mình có một cái tự hào quê hương mình là cái đất du lịch là rất là phấn khởi. Đặc biệt hơn cả là sự góp vui của những vị khách ngoại quốc. Ngay cả những khách du lịch lần đầu tiên được trải nghiệm cũng tỏ ra vô cùng phấn chấn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở đây.
Tôi cũng dẫm phải gậy mấy lần, nhưng quả thực đây là những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời. Mọi người ở đây khá là vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình nữa. Dường như không có khoảng cách khi chúng tôi cùng giao lưu văn nghệ thế này. Chúng tôi có 2 ngày ở đây, có lẽ là chưa đủ để trải nghiệm văn hóa, tham quan du lịch. Tôi sẽ đăng tải những bức ảnh này lên trang cá nhân để khoe với bạn bè tôi. Tạo nên nhiều sản phẩm văn hóa ý nghĩa là cách để phát triển du lịch bền vững, tạo nên dấu ấn riêng, độc đáo, thu hút du khách. Có thể nói, trong năm qua, Hội viên Phụ nữ xã Ninh Hải đã góp phần tích cực xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình trong hoạt động du lịch ở địa phương, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã về trách nhiệm tham gia phát triển du lịch địa phương, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Phát triển kinh tế du lịch cũng đã mang đến nhiều đổi thay trên quê hương và cuộc sống của chính người dân nói chung và hội viên phụ nữ Ninh Hải nói riêng. Quê tôi là chở đò là từ năm 1986 ở đây chúng tôi đã chở rồi. Nhưng với cái thời gian đó thì là đò thì nó còn ít. Nhưng bây giờ là đò một ngày một đông. Như vậy là từ cái du lịch này chúng tôi đã được là cuộc sống của gia đình chúng tôi. Để chúng tôi cảm thấy là mỗi ngày nó một đi lên. Nghĩa là thu nhập của dân là ngày một cao. Và đời sống của dân thì ngày một tốt hơn. Cho nên chính vì thế mà chị em ngoài cái chở đò ra chị em còn có cái thời gian để đi tập luyện văn hóa văn nghệ. Sự thay đổi của Tam Cốc hiện tại bây giờ rất là đông vui nhộn nhịp về đêm. Các chị em phụ nữ hiện nay là rất đoàn kết và bảo nhau để làm nên những cái sự kiện văn hóa, khu vui chơi, khu văn nghệ, khu khiêu vũ, vậy với khu thể dục thể thao của chị em hiện nay để cho khách đến đông vui hơn và nhộn nhịp hơn. Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới của các cấp hội phụ nữ Ninh Hải là quan tâm nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình, cộng đồng ở các lĩnh vực như nghề truyền thống, ẩm thực dân gian, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các sáng tạo sản phẩm du lịch như xây dựng cánh đồng lúa nghệ thuật, tuyến đường phụ nữ sáng, xanh, sạch đẹp. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền lồng ghép vào các cái kỳ sinh hoạt của hội viên. Chúng tôi sẽ tuyên truyền về cái phụ nữ với văn minh du lịch. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, nhất là thực hiện cái phong trào 10 phút từ nhà ra ngõ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng thêm một số các cái mô hình và phát triển thêm cái mô hình như là mô hình nhà sạch vườn đẹp để tạo cái cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp và thu hút đến du khách đến với địa phương ngày một nhiều hơn. Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, mỗi hội viên phụ nữ Ninh Hải đã và đang trở thành nhân tố tích cực, giữ gìn, tiếp nối các giá trị văn hóa của dân tộc. Qua đó góp phần mạnh mẽ vào xây dựng và phát triển du lịch văn minh, thân thiện và an toàn trên quê hương. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống kỳ này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.